vững cốt vinh da, bổ sung và vận chuyển canxi vào tận xương với bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7. Thưa bác sĩ, như bác sĩ vừa nói thì để mà chăm sóc bộ xương một cách tốt nhất, chúng ta phải có những hiểu biết về vấn đề chăm sóc. Đây là một điều mà có lẽ chúng ta thấy là đại đa số mọi người vẫn cứ bị sai lầm và không đúng trong vấn đề này. Có những người thì đã dùng quá nhiều canxi nhưng lại thiếu các dưỡng chất khác. Và dẫn đến là nó không chỉ là không tốt cho xương mà nó còn gây hại cho sức khỏe, đúng không ạ? Bác sĩ có thể nói về những cái tác hại này không ạ, nếu như chúng ta mà làm không đúng cách ạ? Canxi mà chúng ta đưa vào nhiều quá cũng không tốt. Dù có đưa nhiều mà không có sinh tố D3, không có MK7 thì nó cũng hấp thu được. Thì nó cũng sẽ dẫn đến cái tình trạng là có khi sỏi thận, có khi thậm chí có khi sỏi nằm ở trong cơ bắp. Nhưng mà cái nguy hại nhất là nếu như cái canxi lại lắng đọng ở trong thành mạch thì nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là sớm cái vữa sơ thành mạch. Vì vậy cho nên người ta cũng đưa ra một cái vấn đề là vừa phải và phải luôn luôn kết hợp cả sinh tố D3 cả MK7.